Xin chào mọi người. Buổi live ngày hôm nay của tôi sẽ có chủ đề như thế này. Bài live hôm nay sẽ nói đến là cán bộ nhà nước là Công giáo Vatican là linh mục GB ông Nguyễn Hữu Huynh. Ông này đăng trên một cái status trên mạng Facebook với một cái câu phải nói là nó rất là ngáo đá. Nhưng mà nó ngáo như thế nào thì một chút nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái đoạn status đó của ông ta. Cái mà tôi là sẽ thông qua cái đoạn bài viết ngày hôm nay của là một giáo dân ở là tại ngoài Hà Nội vậy, viết về ông ta như thế này. Tiêu đề của bài viết là Công an Hà Nội hù làm người. Giám đốc Hương đã dẫn đầu đoàn Công an Hà Nội vào gặp giám tỉnh và đề nghị trừng trị linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong sau bài giảng 30 tháng 4. Giám tỉnh hỏi, vậy ông cha Phong giảng như thế thì dân có ý kiến gì không? Giám đốc Hương nhanh nhẩu, dân tình phản đối nhiều lắm thưa cụ. Nghe cười, tôi tưởng ông ấy đang giảng sai mà dân nghe chứ. Giảng mà dân phản đối thì cứ để cho máy giảng. Dân thấy đúng thì họ nghe, còn thấy sai mà họ phản đối. Thế thì ông ấy mất uy tín và không ai hưởng ứng thì lo gì mà phải cản. Còn nếu ông ấy giảng mà dân nghe không phản đối thì chứng tỏ ông ấy giảng đúng. Đã đúng thì còn nói gì được ông ấy. Đó là toàn văn đoạn nói đối thoại được cho là diễn ra giữa ông giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương với cha giám tỉnh với dòng chứa cứu thế Việt Nam UC Nguyễn Ngọc Bích. Theo như đề dẫn của anh đó là GB Nguyễn Hữu Huynh, một người công giáo nhiệt hành của Thái Hà, nhà Chung. Đoạn hội thoại này cũng được trang Việt Tân ghi và đăng lại. Theo đoạn đối thoại thì cha giám tỉnh UC tỏ ra rất tinh thông và khôn ngoan trước đại diện chính quyền. Ngài đã đưa họ vào chồng và sau đó khiến họ buộc phải ra về trong trạng thái không mấy tốt lắm. Nhưng với dự cảm của một người công giáo và những một người hiểu khá rõ về cha giám tỉnh UC thì tôi cá đấy là một sự xuyên tạc của GB Nguyễn Hữu Huynh. Thôi, không bàn về đến cái lý do khiến Huynh xuyên tạc dựng chuyện để bêu ghéo người khác bởi tất cả đã quá rõ. Nhưng xin nói về lý do có sự nghi ngờ này ngoài niềm tin đối với cha giám tỉnh UC. Thứ nhất, dù có lời khen cho cái khả năng đối đáp của cha giám tỉnh UC thì câu chuyện đó chỉ dẫn mặt được cái đám trẻ ranh, chứ không thể nói với chính quyền với tư cách là chủ thể quản lý. Và nếu điều đó diễn ra thì có chăng cha giám tỉnh đáng kính của chúng ta đang giỡn mặt chính quyền? Và xin thưa điều đó sẽ không hay ho gì đối với dòng chốt cứu thế. Thứ hai, ông giám đốc công an thành phố Hà Nội khi đã vào làm việc liên quan đến cha Doan Nguyễn Ngọc Nam Phong sẽ không diễn ra với một cảnh tượng như thế. Nó phải diễn ra tại một cách thức trang trọng hơn và tin chắc trong đoàn của chính quyền Hà Nội sẽ không có chỉ có một mình cái ông giám đốc công an thành phố Hà Nội. Chuyện đối đáp nữa sẽ xảy ra và họ sẽ không đời nào về không nếu câu trả lời từ cha giám tỉnh có tính diễu cợt và bông đùa như thế. Thông tin hãy hỏi những người hiểu biết sẽ thấy GB Nguyễn Hữu Huynh đang giỡn mặt chính chúng ta. Thì qua đây cái bài viết trên tường có là tên GB Nguyễn Hữu Huynh thì chúng ta có thấy được cái mức độ ngáo đá và phê cần ở quên nhầm ngáo đá và phê lá đu đủ của thằng ngáo này. Có lẽ thằng ngáo này nó phê lá đu đủ quá, viết mà nó viết cũng ngu. Chắc có lẽ nó đang tưởng rằng cái gì việc đối thoại giữa là giám đốc công an thành phố Hà Nội với ông là cha giám tỉnh Diêu Sen Nguyễn Ngọc Bích giống như một cái trò đùa của một cái gì của một đứa con nít muốn đến hỏi là hỏi, muốn đến thưa là thưa, vân vân và vân vân. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy và hiểu được rằng mức độ ngáo đá và ngu dốt của thằng GB Nguyễn Hữu Huynh này. Cái cách diễn chuyện và bịa đặt phải nói là quá ngu. Chính quyền mà muốn làm việc đối với một cái gì, một cán bộ là của nhà nước Vatican, là một cái gì, là một giám tỉnh
là du xe chuyên mục đích thôi. Thì ngoài là hả sự có mặt của công an là hả các quan chức của công an thành phố thì còn còn là hả sự góp mặt của các quan chứng của gì của giáo hội Công giáo Việt Nam, và đó còn chưa kể đến các quan chức khác của lãnh đạo gì của tỉnh và thành phố nữa đấy. Và cái buổi nói chuyện đó thì nó chẳng thể nào nó diễn ra theo cái kiểu gì, nói chuyện kiểu gì kiểu đùa giỡn ngu ngốc như vậy, hiểu không? Mà nếu như trong buổi đó mà họp hoành tráng nó có các ban ngành đoàn thể như thế, mà cha hết là cái vị cán bộ của nhà nước Vatican giu xe giám tỉnh là hả Nguyễn Ngọc Bích á có thể phát ngôn ra những câu đó thì quả thật đó, tao quỳ lại luôn đấy. Đấy, nó thật một đứa con nít nó cũng có thể động não và nó suy nghĩ được, hiểu chứ? Còn mấy tên ngáo đá phê lá đu đủ di biên Nguyễn Hữu Huynh như mày thì mày giết nó ngu quá đi. À, qua đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng cái bản chất chống phá gây mất chia rẽ mất đoàn kết giữa gì giữa là giáo dân với lân dân và giữa là gì giáo dân và chính quyền địa phương cùng một số tên là hả công giáo cực đoan núp bóng tím danh Thiên Chúa là ngày càng là lộ rõ. Qua đây bà con giáo dân tại là hả địa phận Hà Nội chúng ta cần phải là gì phải giật mặt những tên là hả giáo dân về lá đu đủ có tư tưởng là gì? Chống phá chính quyền gây chia rẽ đoàn kết giữa lương dân giáo dân và giữa gì giáo dân và chính quyền. Đối với những con sâu mọt làm ô danh Thiên Chúa thì bà con giáo dân cần phải mạnh tay dệt mặt loại chúng ra khỏi là gì? Khỏi ngôi nhà chung Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã từng nói rằng Thiên Chúa là tự do bình đẳng và bác ái, chứ Thiên Chúa không bao giờ dạy cho là gì cho con chiên là đi gây gì gây thù chuốc oán kích động để chia rẽ đoàn kết giữa là giáo dân lương dân giữa giáo dân và chính quyền. Đây là một cái hành vi không thể nào chấp nhận được của một kẻ tự xưng là gì là giáo dân. Thì đến đây tôi xin kết thúc cái bài live của mình.